Chỉ cần chạm một cái thôi là mình cũng có thể chết được. Cây xương rồng nguy hiểm quá. Ôi. Và cái kết. Ok, thơm ngon, mời bạn ăn nha. Các bạn hãy bình luận ở dưới video này là cay quá anh ơi. Người chơi bình thường ở trong Minecraft có tổng cộng là 10 cái trái tim. Và các bạn đã nhiều lần nghe qua thử thách bắt cua chỉ với nửa tim. Đúng rồi, nhưng mà cái nửa tim này chúng ta hạ xuống chỉ còn 0.1 tim. Chỉ với 0.1 tim bắt cua thì sẽ như thế nào? Úi giời, quá dễ luôn. Vinh MC đã bị đâm chích đến chết. Quái trưởng thì có chân. Nhưng mà bắt cua thì phải kèm theo cái thử thách gì đó cho nó vui. Nếu mà mình chết hai mạng thì mình phải ăn một cái miếng mì cay. Cái mì này là hương vị bò nha. Mì cay 7 cấp độ. Quái trưởng thì chứ 7 cấp độ hả? Là cấp độ 7 đó mấy anh ai. Trời ơi, bây giờ là mình sẽ đi nấu mì một cái. 10 phút sau. Mình đã làm xong mì rồi này các bạn ơi. Thì mình có ăn kèm theo xúc xích nha. Đó, mì cay ăn kèm theo xúc xích. Wow. Trước khi mà mình bắt đầu, các bạn còn chần chờ gì nữa, cho mình xin một cái nút like và một nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Nhớ nhấn vào nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vô thôi, bắt đầu nha. Ấn vô cái nút. Yeah. Oh, ui. Mình bị dịch chuyển sang cái chỗ nào vậy? Bây giờ là mình chỉ đang có 0.1 tim thôi đúng không nè. Bây giờ đi lên hả? Ủa, hình như là bước vào đây. Ôi, thì ra là đi lên. Ok, hết hồn thiệt. Rồi bây giờ là nhảy xuống sao? Nó không có nước, làm sao mà nhảy xuống vậy? Ủa? Ở đây nó có cái gậy nè. Ủa, hình như là mình phải bước xuống phải không? Đó, rồi nhảy qua đây. Đúng rồi, trời tại sao mình lại thông minh như vậy nhỉ? Bây giờ nhảy nha. Sao mà mới vô mà sao nó lạ lắm nha. Mình bị chết một mạng rồi, bây giờ là mình mà chết một mạng nữa là mình phải ăn mì cay. Rồi, rồi, lên lại nè. Okay. Rồi, bây giờ là nhảy lại nha. Đây, nhảy lại nè, nhảy lại nè. Đấy, phải như vậy chứ mấy. Ủa, bây giờ là mình phải làm gì ạ? À, đi tìm cái nút các bạn ơi. À trời, cái nút ở đây nè. Nhấn vô cái nút. Rồi, như vậy là mình đã chuyển sang cấp độ số 2 rồi nha. Ở trong cấp độ số 2 này mình đem mắt kiếm vào cho nó ngầu nha các bạn. Đấy. Ở trong cấp độ số 2 này chúng ta có gì đây? Có lava, có lửa. Rồi, nhảy qua đâu? À, nhảy qua đây nè. Quá đơn giản. Sao mình chết ta? À, thì ra là cái khối này nếu mà mình muốn đi qua là mình phải ngồi xuống nha các bạn nè. Mình ngồi xuống nó mới cho mình bước qua. Trời ơi, rồi ăn mì cay rồi. Tới còn chẹn rồi. Như vậy là mình phải ăn một cái miếng mì cay cấp độ 7 nha các bạn. Trời ơi. Rồi, thơm ngon, mời bạn ăn nha. Tôi đây không chờ bạn nữa, giờ tôi ăn liền. Ăn nha. Trời ơi, trời ơi. Ăn một cái miếng xúc xích. Các bạn ơi, lúc mới ăn á thì chưa thấy gì, nhưng mà bắt đầu nó thấm vô cái lưỡi của mình à. Mình bây giờ là cái cổ họng của mình á, nó cứ rát rát cái kiểu gì á. Ui trời ơi. À, bây giờ là cẩn thận nha mọi người ơi, phải ngồi xuống. À ha, nếu mà mình đứng ở ngoài đây thì sẽ không có bị làm sao nè. Ok. Rồi. Trời ơi. Trời ơi, đừng nói nữa. Dạ, trời ơi.
Ok. Bước qua, bước qua, bước qua. Oh, no, 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 no. Ủa? Lên đây. Lên đây, nhảy qua đây đúng không? À. Trời ơi, dễ dễ. Ủa, bây giờ là muốn nhảy qua đây đó phải bay qua lửa hả? Quá là màu rồ VIP luôn rồi các bạn. Rồi tới cái chỗ này phải không? Đứng ở ngoài đây nè. Rồi. Ủa? Bây giờ là đi qua đâu đây? Ồ, mình thấy ở đây nó có một cái nút này các bạn. Là muốn nhấn cái nút á là mình phải vừa nhảy qua là mình phải ấn cái nút thật là nhanh nha. Không sao, mình vẫn ổn nha các bạn. Rồi lại chơi lại qua cái chỗ kia cái. Vừa bị té chết một mạng rồi. Wow, cuối cùng đã nhấn được cái nút rồi. Bây giờ là cấp độ số 3 nha các bạn. Ok, cấp độ số 3 này là sao đây? Ê, là mình phải lựa chọn nha. Lựa chọn cho đúng cái tháp. Em muốn đi đường dài, em ở trong tâm trí tôi đã từng sống mãi mãi. Em sẽ cho người ta ở đâu có mắt này ai. Em bị tựa được tựa đoạn bắt đầu khó dần rồi nha các bạn. Rồi ăn nè. Ôi trời ơi, nữa rồi. Ok, thơm ngon, mời bạn ăn nha. Trời ơi, trời sao mà nó cay cái lưỡi quá các bạn ơi. Có khoảng là ăn có khoảng là 10 giây là nó bắt đầu thấm nha. À thì ra nhảy qua đây. Phải qua đây em trời. Trời ơi, sao mà nó rát rát cổ họng quá à? Các bạn ơi, nó bắt đầu thấm vô cái cổ họng của mình rồi. Rồi nhảy qua đây hay là nhảy qua đâu? Ê, mình thấy ở đây nó có một cái đường nữa nè. Hình như là phải nhảy qua cái chỗ này nè. Trời ơi. Thôi, chuẩn bị nha. Rồi, không sao, mình còn một mạng nữa mà các bạn. Rồi cái chỗ này nè. Yeah, qua được rồi. Rồi lại tới cái chỗ này đúng không? Tới cái chỗ này. Rồi sau đó là, à nhảy qua đây nè. Đó. Oh no, trời ơi, mình còn sống. Bây giờ là đi tìm cái nút nha. Cái nút ơi, cái nút đâu rồi? Cái nút ở đâu vậy? Mình phải nhấn vô cái nút nó mới cho mình qua màn. À, đây rồi, nó có một cái đường nè. À, nhấn vô. Đây là cấp độ mấy ta? Cấp độ số 4. Rồi, lần này là có rất là nhiều cây xương rồng xung quanh nha. Wow. Bây giờ chỉ cần chạm một cái thôi là mình cũng có thể chết được. Cây xương rồng nguy hiểm quá. Yeah. Tiếp tục thôi chứ sao giờ, chết hai mạng rồi mà. Và đặc biệt á là cái thử thách này á, ăn mì cay mà không được uống nước nó mới quải chưởng thì chứ các bạn. Ok. Bây giờ nè, mình đang cảm thấy không ổn. Yeah. Hình hỏi. Yeah. Yeah. Wow. Wow. Ok. Wow, không tin được mình nhảy qua được luôn. Và bây giờ nhấn cái nút này thôi là mình đã qua được rồi. Oh my god. Wow.
quá mệt rồi. Đây là vòng số 5 nha các bạn. Ủa, vòng số 5 đây là nước hả? Ôi lần này là mình nhảy xuống dưới nước để mà tìm cái nút. Bắt đầu nhảy xuống tìm nè. Ok, bây giờ là tìm cái nút. Tìm cái nút ở đâu đây? Bây giờ là mình đang bơi xuống ở dưới nước nè các bạn ơi. Sắp hết oxy rồi. Trời luôn rồi, mình đã bị chết đuối rồi. Bây giờ là mình chỉ còn một mạng nữa thôi. Sắp tới chưa, sắp hết oxy rồi. Trời ơi, tí nữa thôi các bạn ơi. Ôi cuối cùng là mình cũng đã tới nơi rồi. Trời ơi, tí nữa là hết oxy là chết luôn. Ok, có cái nút nè. Rồi, và đây là cấp độ số 6 nha các bạn, phải không ta? Cấp độ số 6 rồi. Cái gì nữa vậy? Ủa? Sao mà mình nhìn nó lạ lạ vậy? Nước nè, của lava nó lơ lửng ở trên không hả? Là mình phải nhảy ở trên cái cục nước này nè. Ok, nhảy xuống nha. Ủa, rõ ràng là mình nhảy xuống dưới nước luôn mà. Rồi luôn, ăn mì nữa. Ôi, thời tới nữa rồi. Đây nè các bạn. Yeah. Mẹ ơi, quậy cửa kìa chứ, nhảy xuống cái đâu vậy? Ôi là trời ơi. Rồi ở xuống dưới đây rồi làm gì nữa? Ủa? Ủa sao mà nhiều nút quá vậy? Trời ơi sao nhiều nút? Rồi là mình biết nó nhấn vô cái nút nào đây? Ủa? Trời ơi cái ông nào mà tạo ra cái map này vậy? Trời ơi nhiều nút quá, làm sao tôi biết được cái nút nào mà qua cái màn mới? Qua được rồi. Đây là mạng số mấy vậy ta? Mạng số 7 rồi. Ồ mày chui, đây là đâu? Đâu là đây? À nhảy xuống qua đây nè. Wow. Rồi cuối cùng ta xuống dưới đây được rồi các bạn ơi. Bây giờ cái nút nó giấu ở đâu ta? Cái nút ơi giấu ở đâu vậy? À trời ơi. Và đây là màn số 8 rồi nha các bạn. Cấp độ số 8. Ôi cấp độ số 7 dễ thiệt luôn á. Nhưng mà cấp độ số 8 này đối với mình đơn giản. Ok. Giờ là mình chỉ cần nhảy xuống thôi đúng không? Đây. Ôi. 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 Đơn giản. Ok. Bây giờ nha. Ủa gọi cái nút dấu ở đâu vậy? Ê, đây. Đó, các bạn thấy cái nút không? Đó, nhấn cái nút này vô. Thế đó. Ủa rồi đây là đâu đây? Một căn phòng. Ủa, dưới đây có nước nè. Hình như là nhảy xuống dưới nước. Ôi trời ơi, hên quá. Ê, cục này ngồi từ từ thôi. Ê, trời ơi, không sao nha các bạn. Wow, mình đi qua được rồi. Yeah, ở đây có cái nút nè. Ủa? Mình lại bị dịch chuyển ở đâu cái gì? Một cái hang động mọi người ơi. Hình như là đây là cấp độ cuối cùng thiệt luôn rồi nè. Càng ngày càng khó. Rồi đừng cho tôi ăn bị cay nữa nha. Nãy giờ thấy quần hoại quá. Xuống dưới đây. Dưới đây. Ê, dưới đây. Dưới đây. Có kim cương không ta? Sẵn tiện tìm kim cương luôn, có vàng nè. Đây. Ok. Lên. Ôi, các bạn thấy không? Có một cái nút ở đây nè. Yeah, ấn vô. Wow. Mình đã giành chiến thắng rồi. Yeah. Trời ơi, cuối cùng đã hoàn thành rồi. Và các bạn xem xong video này, các bạn chẳng chờ gì nữa cho một like và một nút đăng ký kênh nếu mà các bạn muốn mình ra tiếp bắt cua ở trong Minecraft thử thách như thế này nha. Bây giờ là tạm biệt các bạn và bye bye mọi người nha. Bye bye.